ta sẽ không thấy chuồng cọp đâu cả. Tại vì bản thân của chuồng cọp không có cổng chính đi vào. Chuồng cọp sẽ đi vào bằng 3 cánh cửa phụ từ 3 trại giam. Vị trí mà chúng ta đang dừng chân ở đây, đây là trại Phú Tường ạ. Và phía bên kia còn có 2 trại giam khác, đó là trại Phú Thọ và trại Phú Phong. Từ 3 trại giam sẽ có 3 cánh cửa phụ đi vào khu biệt lập. Nhưng mà những cánh cửa phụ sẽ kịp thời che chắn và bưng bít lại khi mà hay tin có một đoàn khách lạ đặt chân đến đây. Chính vì không có cổng chính đi vào cho nên là khi mà chuyển người tù vào đây á, thì thường lúc đó địch đánh ngất xỉu. Hoặc là địch bố trí cai ngục đứng hai bên, sau đó mới dùng dùi cui ấn vào người tù và bắt người tù là phải cúi xuống làm lưỡi bước đi mà không được ngó qua nhìn lại. Hoặc nếu như ngày hôm nay mà chuyển người tù vào từ trại Phú Tường á, thì ngày hôm sau địch sẽ chuyển ra bằng trại Phú Thọ, ngày mốt sẽ chuyển vào bằng trại Phú Phong. Làm như thế mục đích là làm cho người tù mất phương hướng, không xác định được con đường. Và có rất nhiều người tù đã từng bị giam giữ ở khu biệt lập này nhiều năm, nhưng mà bản thân họ cũng không biết là mình phải đi ra như thế nào. Và chính vì che chắn và bưng bít kỹ lưỡng như thế này cho nên địch đã ẩn giấu khu biệt lập trong suốt 30 năm. Đó là từ năm 1940 sang thời Miễn Ngụy vào năm 1970 thì khu biệt lập đã bị phát hiện bởi một đoàn dân biểu Mỹ. Và nguyên nhân vì sao mà khu biệt lập bị che giấu và bưng bít nhiều năm như vậy mà bị phát hiện? Đó là lúc bấy giờ thì bắt đầu từ nhiều làn sóng dư luận trong và ngoài nước, cùng với đó là sự xuống đường của học sinh sinh viên Sài Gòn, thì buộc lòng ủy quyền Sài Gòn phải trả tự do cho 5 học sinh sinh viên đang bị giam giữ tại chuồng cọp trở về đất liền. Nhưng mà lúc bấy giờ khi mà các anh được trả tự do về á, thì các anh chưa có về nhà. Các anh mới bí mật ở lại Sài Gòn, liên lạc với Tổng hội sinh viên Sài Gòn lúc bấy giờ. Và đồng thời các anh đã tìm cách móc ráp được với một nhà báo tiến bộ tên là Duluth. Duluth mới đưa các anh đến gặp một đoàn dân biểu Mỹ khi đoàn này sang Việt Nam điều tra vấn đề tiền viện trợ cũng như là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Và trong cái quá trình mà được trả tự do về á, thì các anh đã thầm vẽ trong đầu mình một bức họa đồ cùng với đó là một bản tường trình về những gì đang diễn ra tại chuồng cọp. Và khi mà các anh đến gặp đoàn dân biểu để trình bày vấn đề chuồng cọp á, thì lúc đó đoàn dân biểu họ không tin, họ mới lên tiếng chất vấn các anh rằng, họ nói rằng là vấn đề chuồng cọp chúng tôi đã từng biết đến và đã cử rất nhiều đoàn ra đây để mà điều tra, nhưng mà lại không phát hiện gì cả. Nếu như mà các anh nói chuồng cọp có những tội ác như vậy thì bằng chứng đâu và đi như thế nào thì chúng tôi mới thể tìm ra được chuồng cọp? Năm học sinh sinh viên đã mạnh dạn trả lời rằng, tính mạng của chúng tôi đến đây thì tính mạng của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Căn cứ bức họa đồ và lời chỉ dẫn của năm học sinh sinh viên, đó là phải tìm cho ra được trại giam có 2 lớp cổng. Đi qua lớp cổng thứ nhất, đừng đi qua lớp cổng thứ hai, mà hãy đi vào một con đường nhỏ giữa 2 bức tường cao, nơi đó dẫn đến một vườn rau. Và phía bên kia vườn rau có một cánh cửa nhỏ dẫn vào chuồng cọp Pháp. Theo lời chỉ dẫn này thì ngày 2 tháng 7 năm 1970, đoàn dân biểu đã có mặt ở Côn Đảo. Chủ đạo lúc bây giờ là Nguyễn Văn Vệ đã trực tiếp đưa đoàn đi tham quan tất cả các trại giam. Thì buổi trưa ngày hôm đó, đoàn đã có mặt ở vị trí mà cô chú anh chị đang dừng chân ở đây, trại Phú Tường, trại giam có 2 lớp cổng. Khi mà nhìn thấy trại giam này á, thì đoàn dân biểu biết đây là trại giam mình cần tìm rồi. Nhưng mà lúc bây giờ khi mà họ bước vào cánh cổng thứ nhất á, thì họ lại thấy 2 ngã rẽ như chúng ta đang nhìn thấy đây. Thì lúc đó họ lại quên mất chi tiết, đó là không biết là nên rẽ trái rồi rẽ phải đây. Thật ra lúc có bức họa đồ trong tay á, nhưng họ lại không dám mở ra xem, tại vì mở ra xem thì sẽ lộ đi điều tra về chuồng cọp. Nhưng mà rất là may mắn khi mà lúc bấy giờ ở trong đoàn á, có một người nhớ đến chi tiết vườn rau, cho nên đã hỏi mẹo Nguyễn Văn Vệ rằng, ngài Vệ ơi, ở trung tâm cải huấn của ngài có cho người tù ra ngoài trồng rau để cải thiện đời sống không? Là một chú đạo, khi mà nghe đến vấn đề cải thiện đời sống của người tù á, thì lúc đó Vệ rất là vui. Vệ mới nói rằng là có chứ, ở đây chúng tôi có cho người tù ra ngoài trồng rau để cải thiện đời sống. Nếu mà các ngài không tin thì xin mời các ngài đến tham quan vườn rau gần đây. Và vô tình thì Vệ đã dẫn đoàn dân biểu đến gần cánh cửa dẫn vào chuồng cọp Pháp. Và để biết tình tiết sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào thì mời cô chú anh chị chúng ta đến vị trí vườn rau. Giờ còn rau không? Không còn. Còn.
Khoảng đất trống mà chúng ta đang dừng chân ở đây năm xưa là một vườn rau. Và khi mà đoàn dân biểu đến đây thì họ có thấy cánh cửa này, nhưng họ lại không thấy con đường dẫn vào cánh cửa. Nguyên nhân là khi mà hay tin đoàn dân biểu đã đến đảo thì vệ đã cho tay chân của mình trồng rau để mà che lấp ngụy trang. Và để kéo dài thời gian xem có còn cánh cửa nào khác nữa hay không, thì một người trong đoàn tiếp tục hỏi vệ. Câu hỏi này rất là vô tình, chỉ mang tính chất là kéo dài thời gian. Ngài đã cho người tù trồng rau gì để mà cải thiện đời sống vậy? Vệ nghĩ rằng là một đoàn dân biểu Mỹ toàn là người Mỹ nên sẽ không am hiểu gì về rau Việt Nam. Cho nên là vệ mới trả lời qua lo cho xong chuyện. Đây là rau muống. Nhưng mà thật không may cho vệ khi mà lúc bấy giờ ở trong đoàn có nhà báo đôi lúc. Ông là nhà báo người Mỹ nhưng ông đã sang Việt Nam sống và làm việc hơn 10 năm. Hơn nữa là kỹ sư canh nông nên rất am hiểu về rau. Ông mới lên tiếng cãi lại lời của vệ rằng: theo tôi được biết thì người Việt Nam gọi để đào lan chứ không phải là đào muống. Để chứng minh sự biết của mình thì nhà báo lúc mới cúi xuống ngắt một cọng rau. Vô tình lúc đó cọng rau này bật cỡ gốc, có nghĩa là cọng rau này chưa kịp biến rễ, nhà báo lúc đã ngắt phải luống rau mới trồng. Thì lúc đó ông hiểu rằng đó chính là con đường dẫn vào chuồng cọp đã bị ngụy trang bởi một đốt ở bên trên. Cho nên là ông đã đến khoát tay vị trưởng đoàn, lúc đó là Thomas King, đến gần cánh cửa yêu cầu vệ: ngài có thể mở cánh cửa này chúng tôi được không? Lúc bây giờ vệ rất là bình tĩnh, vệ mới thối thác rằng: đây là cánh cửa phụ dẫn qua các trại giam khác. Nếu như mà bây giờ các ngài muốn qua đó thì xin mời các ngài ra xe, tôi sẽ đưa các ngài vào cổng chính. Nhưng mà thực chất thì khu biệt lập này không có cổng chính. Nếu như ngày hôm đó mà đoàn dân biểu nghe theo lời vệ thì chắc chắn rằng là vệ sẽ đưa vào trại Phú Thọ hay là Phú Phong, chứ không bao giờ đưa vào chuồng cọp hết. Biết ý đồ này thì đoàn dân biểu nói rằng là: bây giờ trưa nắng lắm rồi, chúng tôi không đi đâu nữa, ngài mau tìm cách mở cánh cửa này chúng tôi đi. Lúc bây giờ khi mà cai quản nhà tù thì vệ có một thói quen, đó là đi đâu vệ cũng cầm theo một cây can, tức là cây baton á. Khi mà muốn kiểm tra người tù phía bên trong thì vệ chỉ việc gõ can vào cánh cửa, lập tức ở phía bên trong sẽ có người mở cửa. Trong lúc tức giận theo thói quen không kiểm soát được hành động của mình, vệ vừa gõ can vào cánh cửa vừa trả lời với một giọng rất là hằng học: tôi đã nói với các ngài rồi, đây là cánh cửa phụ, muôn đời bị chốt chặt phía bên trong, tôi đứng bên ngoài làm sao mà có thể mở các ngài được, sao mà các ngài cứ làm khó dễ cho tôi. Vô tình lúc đó ở phía bên trong lại có một anh cai ngục đi ngang qua. Anh cai ngục này nghe lóng thoáng tiếng ngài tỉnh trưởng cùng với là tiếng gõ ca rất là quen thuộc, thì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng là ngài tỉnh trưởng đi kiểm tra người tù đột xuất. Sự chậm trễ của mình đã làm cho ngài tức giận, cho nên đã nhanh chóng đến kéo chốt cửa. Và khi mà đoàn dân biểu vào được phía bên trong, họ đã nhìn thấy được những gì. Bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta vào tham quan. Cái này mình khỏi cần cần cãi mình cũng được vô. Cửa trên đổ hơi xuống. Cấu trúc phòng giam ở địa mạnh danh. Cô chú anh chị nhìn thấy cái căn phòng này rất là kiên cố. Và khi mà người tù bị giam giữ ở phía bên dưới, khi ngước nhìn lên phía bên trên, họ sẽ thấy có một dàn song sắt như thế này. Và họ nghĩ rằng là những cái căn phòng kiên cố như thế này giống như là những cái chuồng để mà nhốt những con thú dữ, chứ không phải là nơi để mà giam giữ người tù. Cho nên là họ đã mệnh danh là chuồng cọp. Và do thì dân Pháp xây dựng cho nên mới gọi là.
Tổng số phòng giam tại khu biệt lập Chuồng Cọp gồm có 120 phòng biệt giam và chia làm 2 khu. Mỗi khu là 60 phòng, gọi là Chuồng Cọp 1 và Chuồng Cọp 2. Chúng ta đang dừng chân tại đây là Chuồng Cọp 2, đối diện với cô chú anh chị. Mái mái đỏ đó là Chuồng Cọp 1. Hình thức tra tấn tại Chuồng Cọp được tra tấn theo mùa, có nghĩa là vào mùa nắng nóng địch bỏ trống một số phòng, sau đó họ vô mùa thường lại. Bình thường mỗi căn phòng như thế này địch chỉ giam giữ từ 5 đến 6 người, nhưng vào mùa nắng nóng địch sẵn sàng giam giữ từ 9 đến 10 người. Ở phía bên trên địch bố trí sẵn những thạp vôi thẳng nước. Vào mùa nắng nóng địch đãi vôi bột, sau đó dội nước xuống. Khi mà vôi dội nước sung lên làm cho da thịt người tù đỏ ghét và mỏng đỏ. Vào mùa mưa cũng một phòng giam như thế này, nhưng mà lúc đó địch thắt người tù ra. Mỗi căn phòng như thế chỉ còn giam giữ từ 1 đến 2 người. Còn với không khí lạnh ở phía bên trên địch cho dội nước liên tục. Dội làm sao cái căn phòng này không lúc nào được khô ráo, lúc nào cũng ẩm ướt. Khi mà sáng ra cai ngục trật tự mở cửa thì đã thấy người tù chết cống cửa nào. Nhưng mà điều khủng khiếp nhất cái Chuồng Cọp khi mà người tù bị giam giữ ra nhất là lúc đó người tù không có được phút giây nào tự do. Tại vì chúng ta nhìn thấy Chuồng Cọp có lối đi bên trên như thế này để cai ngục trật tự kiểm soát người tù. Ở phía bên dưới nếu mà người tù muốn đi vệ sinh á, thì cũng phải giơ tay lên xin phép. Hoặc là chỉ cần một tiếng thở dài hay là một cử động bất thường. Nếu như mà địch đi phía bên trên nhìn thấy á, thì lập tức đưa những cây sào nhọn bạch đồng chọc xuống người tù. Những cây sào nhọn bạch đồng này đã làm cho rất nhiều người tù đã bị vết đầu chóc lưng. Người tù khi mà bị giam giữ tại đây á, thì lúc nào cũng đi bị đánh. Tối uống rượu sai thì lôi tù ra đánh mà dậy sầu. Khi được cấp trên khen thưởng thì lôi tù ra đánh mà khao nhau. Và khi mà cấp trên vợ trách với tâm trạng bực dọc của mình sẽ lôi tù ra đánh mà trả thù. Và Chuồng Cọp thì không chỉ có giam giữ lôi tù mà còn có cả giam giữ nữ tù. Bây giờ mời quý anh chị chúng ta lên phía bên trên để đến tham quan hình ảnh nữ tù. Bộ mình lên phía bên trên. Dạ kính thưa với cô chú anh chị, vào năm 1969 thì Mỹ Ngụy Đại Đài 342 lượt tù cùng với hai cháu bé theo mẹ ra giam giữ tại đây. Và trung bình mỗi phòng như thế địch giam giữ 5 chị. Hình thức tra tấn mà địch áp dụng đối với nữ tù là cũng giống như nam tù, đó là cũng bằng vôi bột và sào nhọn bạch đồng. Nhưng mà ngoài ra còn lợi dụng vào đặc điểm sinh lý của phụ nữ á, thì lúc bây giờ địch phạt các chị đó là không cho tắm giặt, không cho đổ thuộc vệ sinh và không cho ăn rau trong nhiều tháng. Lúc bây giờ khi mà các chị chuyển từ các nhà lao đến hiền re thì các chị có mang theo dùng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Nhưng mà đã đến nhà tù Côn Đảo thì những vật dụng cá nhân của các chị đã bị tịch thu hết. Và trên người mỗi chị lúc bây giờ chỉ còn có một bộ quần áo. Cho nên là khi mà bị giam giữ tại đây thì các chị phải luyện làm sao để mà có thể đi đại tiện trước, đi tiện tiện sau. Sau đó các chị xé quần áo của mình, dùng nước tiểu để giặt và sau đó suy nghĩ tiếp. Theo lời nhiều bác ngồi tù kể lại thì thức ăn của các chị lúc bây giờ địch cố tình để cho cát và trấu ra vào. Và chúng ta biết là khi mà cát trấu trộn lẫn vào miếng cơm thì lúc đó các chị ăn không được. Cho nên là các chị phải đổ nước vào để cho cát lắng xuống, trấu bề lên để các chị lấy cơm ăn. Nhưng mà khi địch biết điều này thì lúc đó địch đã đưa cơm vào trước để khi nào các chị ăn xong địch mới đưa nước vào sau để cho các chị không làm gì được. Bất chấp chế độ lao tù khắc nghiệt tại nhà tù Côn Đảo, các chị đã liên kết với nhau để mà đấu tranh. Và hình thức đấu tranh lúc bây giờ là từ thấp đến cao, từ hô la đòi trả đồ dùng, đòi được tắm giặt, đòi đổ thùng vệ sinh. Hình thức cao hơn là tuyệt thực. Và đỉnh điểm là hình thức đấu tranh bổ bụng mà chúng ta có thể quan sát phòng giam số 33, người phụ nữ phía bên tay trái. Chúng ta có tái hiện lại cảnh nữ tù đấu tranh bổ bụng. Hình thức đấu tranh bổ bụng là hình thức đấu tranh cao nhất của người tù lúc bây giờ để chống lại chế độ hà khắc của nhà tù, buộc địch phải giải quyết những yêu sách ra các chị. Nhưng mà lấy cái gì là bổ bụng?
Dạ, thời điểm đó thì lấy dao nam, người phụ nữ này lấy dao nam. À, đa số lúc bây giờ thì có rất nhiều người tù đã áp dụng hình thức đấu tranh này. Cho nên là sau này thì chúng ta không kể đến một, không nhắc đến tên của một người nào hết. Tại vì ai cũng có công lao. Mà lúc bây giờ khi mà những người tù mổ bụng thì chủ yếu là họ sử dụng dao nam. À, phòng giam số 35 là nơi đã từng giam giữ nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Còn phòng giam ra ngoài đây và đổ vùng gốc trong phòng tắm nắng. Lợi dụng ở côn đảo của mùa gió chướng, tức là mùa gió mà thổi không theo bất kỳ một hướng nào hết. Và gió thì thổi rất là mạnh. Thì lúc bây giờ mùi ô uế này xông lên sẽ theo cơn gió thổi ngược phòng giam chính, để cho những người trong phòng giam chính phải mượn với cái mùi ô uế này. Chúng ta tiếp tục lên phía bên trên. Áp xây dựng thì rất là kiên cố. Còn ngược lại, những trại giam mà Mỹ Ngụy xây dựng thì rất là sơ sài. Và điển hình như trại giam mà chúng ta đang dừng chân ở đây. À, đây là trại Phú Bình do Mỹ Ngụy xây dựng hoàn thành năm 1971. Và người tù còn mạnh cho nên đây là trường gặp của Mỹ. Thì phía bên ngoài, cô chú anh chị chỉ nhìn thấy có một hàng rào kẽm gai rất là đơn giản. Những cái công trình mà mang tính chất mỹ danh trá hình á, thì lúc nào Mỹ Ngụy cũng đặt lên phía trước trại. Ví dụ phía bên này đây, đây là kho lương thực thực phẩm, còn đây là nhà bếp. Phía bên này là bệnh xá. Những phòng giam thì ẩn sâu phía bên trong. Và tổng số phòng giam ở đây có tất cả là 384 phòng giam, chia làm 4 khu. Và cấu trúc 4 khu này là giống nhau. Sở dĩ mà người tù mệnh danh đây là trường cọp của Mỹ, tại vì cô chú anh chị có thể hình dung á, là ở trong cái phòng giam á, thì phía bên trên cũng có một cái hàng rào kiểm gai, giống như là chuồng cọp Pháp, nhưng lại không có lối đi bên trên mà thay vào đó là mái tôn tức lô xi măng á, rất là thấp. Để vào mùa nắng nóng á, thì nắng sẽ hắt xuống và dội xuống người tù. Ở phía bên dưới của phòng giam á, thì cũng không có bệ xi măng giống như là những phòng giam ở của các trại giam do thực dân Pháp xây dựng. Không có bệ xi măng như thế thì người tù phải nằm trực tiếp ở dưới nền nhà. Không khí ẩm ướt và khí đất sẽ xông lên khi mà trời chuyển về khuya. Mỹ Ngụy đã lợi dụng vào yếu tố của tự nhiên vào việc đào bới con người. Ở đây thì người tù cũng đi vệ sinh tại chỗ vào trong một cái thùng gỗ giống như là chuồng cọp Pháp. Nhưng mà vào những trận đàn áp thì địch sẽ không rải vôi hay là dội nước, mà thay vào đó sẽ phạt người tù đó là không cho đổ thùng vệ sinh. Thời gian có thể là 3 hôm, 5 hôm, có khi một tuần lễ. Và lúc đỉnh điểm nhất có thể lên đến 53 ngày, người tù không được đổ thùng vệ sinh. Thì cô chú anh chị có thể hình dung là khi đó phân và nước tiểu sẽ tràn ra ngoài và bê bết lên thân hình 8 đến 10 người tù trong một cái căn phòng chưa đầy 50 vuông. Khi đó thì cái phòng giam này sẽ biến thành hạt cầu, tình trạng vệ sinh vô cùng tồi tệ. Theo lời nhiều bác người tù kể lại thì những lúc như vậy, những người tù đây họ phải cởi quần áo của mình ra để đẩy bớt phân ra ngoài cho có chỗ nằm. Và lợi dụng vào những buổi trưa khi mà thời tiết nóng lực, lúc bây giờ mùi uế xông lên, thì địch còn kết hợp với một hình thức tra tấn nữa, đó là tra tấn bằng âm thanh. Có nghĩa là họ sẽ tra tấn dựa vào cấu trúc của phòng giam ở đây. Những cánh cửa của các phòng giam này thì địch cố tình làm rỗng ở phía bên trong, cho nên là khi mà đập cánh cửa này sẽ phát lên tiếng. Một khu là trung bình như thế là có 48 phòng giam, cũng đồng nghĩa với 48 tiếng đập cửa. Và khi mà những âm thanh này dội vào đầu một người tù á, thì có một số người tù họ đã không thể chịu đựng nổi, thậm chí là họ đã bị phát điên lên bởi những âm thanh như thế. Ở ngay trong tại phòng giam á, thì phía bên dưới cũng không có hệ thống ổ khóa còng để còng chân người tù lại. Để khi mà phía bên trong người tù cảm thấy oi bức, chật hẹp và ngột ngạt á, thì lúc đó họ sẽ cong cơm nhau và nhìn ra khoảng đất trống phía trước mặt họ. Thì lúc đó khoảng đất trống rất là rộng rãi và thoáng mát. Thì người tù sẽ khao khát sự tự do. Địch lợi dụng vào điều đó để làm nhục ý chí của người tù. Theo lời nhiều bác cửa tù kể lại thì ở di tích trại Phú Bình này có một cái căn bệnh là phổ biến, đó là bệnh đen chân. Bệnh đen chân là do thiếu chất đạm cho đầu xanh.
Khi mà cái căn bệnh đen chân mà lên đến quá đầu gối á, thì lúc đó người tù sẽ chết. Cho nên là ngay tại trong phòng giam mà người tù chỉ vô tình bắt được bất kỳ một con vật nào. Đó có thể là một con chuột non, một con cào cào, châu chấu, sắn lục. Thì lúc đó họ sẽ bắt lấy con sống. Nhưng mà thèm nhất ăn này thì chỉ nhường cho những người ốm nặng nhất ở trong phòng. Khi có thức ăn thì vết đen chân sẽ đẩy xuống rồi nha. Hoặc là khi mà người tù ra phía bên ngoài lao động khổ sai, hoặc là ra phía bên ngoài tắm á, thì họ tranh thủ bước những cọng cỏ trên khoảng đất trống. Nếu như mà địch nhìn thấy, đạp người tù xuống và nói rằng đây là cỏ quốc gia, không chào cờ quốc gia thì không được ăn cỏ. Mỗi khu của trại Phú Bình này đều có một cái giếng nước để cho người tù tắm. Nhưng mà thực chất thì mỗi lần tắm người tù phải chịu cảnh tắm đôi. Ví dụ khi mà có lệnh cho người tù ra ngoài tắm thì lúc đó cai ngục trật tự là cầm vui cua gậy gọc đứng quanh miệng giếng. Có nhiều bác tình trạng vệ sinh vô cùng tồi tệ và họ cũng đã rất lỡ miệng. Nhưng mà các bác vẫn cố lê đê đỉnh được miệng giếng, vẫn chưa tắm được giọt nước nào thì đã bị địch đánh nước xỉu và đồng đội phải dìu ngược trở lại vào trong phòng giam. Và có một bác cựu tù chính trị Côn Đảo bác kể rằng là bác đã từng bị giam giữ ở trại Phú Bình nhiều năm. Nhưng mà bác chưa bao giờ thấy cái gạo múc nước ở đây còn nguyên vẹn. Lúc nào cái gạo này cũng bị đâm thủng nhiều lỗ. Và không biết là địch cố tình hay vô ý làm điều này để có thể hạn chế số nước tối đa mà người tù có thể lên. Vừa rồi thì cô chú anh chị cũng đã đến tham quan di tích trại Phú Hải. Và chúng ta biết rằng đó là trại giam do thực dân Pháp xây dựng đầu tiên và được xem như là nơi khởi đầu cho 113 năm địa ngục Trần Gian Côn Đảo. Và chính di tích trại Phú Bình, nơi mà chúng ta đang dừng chân ở đây, là nơi mà người tù đã nổi dậy giành lấy chính quyền đầu tiên vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Khi mà hay tin ở trong Sài Gòn có biến động thì lúc bây giờ cố vấn Mỹ cũng như chủ đảo ở Côn Đảo đã rút chạy hết. Và sáng ngày 30 tháng 4 thì đại úy Phạm Hình Trung là chỉ huy phó đặc công Côn Sơn thì hắn ta đã ra lệnh là triệu tập một cuộc họp liên tịch giữa các công chức ác ôn nhất trên đảo. Địch quyết định là sẽ khóa chặt tất cả các phòng giam, không cho người tù ra ngoài. Và âm mưu là sẽ thủ tiêu toàn bộ tù chính trị bằng lựu đạn vào giờ chót nếu như mà Sài Gòn thất thủ. Nhưng mà kế hoạch này thì chỉ vừa bàn ướt miệng thì tin Dương Văn Minh đã đầu hàng, Sài Gòn đã hoàn toàn được giải phóng như là tiếng sét đánh ngang tai. Và địch đã hoang mang tháo chạy bằng mọi phương tiện có trên đảo. Cuộc di tản này kéo dài cho đến nửa đêm. Trên đảo lúc bấy giờ thì có một linh mục ông tên là Phạm Gia Thụy. Thì ông đã vận động giáo dân họ đảo lại để bàn kế hoạch giải phóng lực lượng tù chính trị ra ngoài. Và ông đã vận động được đại úy Kiều Văn Dậu cùng với 49 binh sĩ bảo an. Cả ngày 30 tháng 4 thì những đồng chí nào mà bị cấm cố thì lúc đó các đồng chí đều bị bỏ đói hết. Cái đồng chí mới phán đoán rằng là có lẽ trong đất liền xảy ra biến động gì đó. Nhưng mà không hề hay tính là Sài Gòn được giải phóng. Và ban lãnh đạo của trại Phú Bình đã quyết định là sẽ tổ chức lễ quốc tế lao động 1 tháng 5 một cách trọng thể. Thứ nhất là để phát huy thế chính trị, thứ hai là để thăm dò thủng của địch. 23 giờ ngày 30 tháng 4 thì đại úy Kiều Văn Dậu cùng với hai nhân viên khác đã đến trại Phú Bình yêu cầu trưởng trại đi đến gặp trung tá tình báo Lê Công. Họ đã vào khu GH mở phòng giam số 24, báo tin đó là Sài Gòn lúc giải phóng và yêu cầu lực lượng tù chính trị ra ngoài để có thể đảm bảo tính mạng và tài sản của những người còn lại trên đảo. Để chứng thực thông tin này thì những đồng chí trong phòng giam số 24 họ đã yêu cầu được mượn một chiếc radio cũng như cho người ra bên ngoài để mà nắm tình hình. Và các đồng chí đã hồi hộp lắng nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát tin là Dương Văn Minh đã đầu hàng, Sài Gòn đã hoàn toàn được giải phóng. Và chớp lấy thời cơ thì các đồng chí đã thu cả pin cũng như là chùm chìa khóa tại cửa hát và quyết định là nổi dậy giành lấy chính quyền vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5. Cho đến khoảng 3 giờ sáng thì 4 khu của trại Phú Bình đã lần lượt được giải phóng. Thì sau đó lực lượng tù chính trị ở đây mới chia ra nhiễm nhỏ, sau đó tiến về thị trấn giải phóng cho tất cả các trại giam còn lại. Và nơi giải phóng cuối cùng trên Côn Đảo đó là khu biệt lập Trường Bò vào khoảng 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Theo
sổ tay của bác Trịnh Văn Lâu, bí thư đạo vị Côn Đảo lúc bấy giờ. Thì ngày Côn Đảo giải phóng, trình Côn Đảo có tất cả là 7.448 tù nhân. Trong số này thì có 4.234 là tù chính trị. Và trong số tù chính trị thì có 494 là nữ tù. Theo lời kêu gọi của đạo quỹ thì ngày Côn Đảo giải phóng đã có 153 bác tình nguyện ở lại để xây dựng đảo. Sau này thì có một số bác già yếu qua đời, một số bác thì trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Và hiện nay thì tại Côn Đảo vẫn còn trong năm bác này thì có một bác nữ tù. Và do chế độ cấm cú đại ải khắc nghiệt tại nhà tù Côn Đảo bây giờ, cho nên là hiện nay bác nữ tù đã bị mất thân chức năng. Trải qua trong suốt 113 năm thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho xây dựng hệ thống nhà tù tại Côn Đảo, thì họ đã đài ra Côn Đảo là khoảng 200.000 lượt tù nhân. Và có lúc cao điểm nhất thì nhà tù Côn Đảo có thể giam giữ đến 12.000 người. Và đã có khoảng 20.000 người đã y nghỉ tại đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì dân số trên Côn Đảo là khoảng 7.000 dân. Nhưng mà số người y nghỉ tại Côn Đảo là 20.000 người. Cho nên chúng ta mới gọi Côn Đảo là vùng đất thiêng. Và Côn Đảo được xem như là một bàn thờ của Tổ quốc. Tại vì những người con của ba miền Bắc Trung Nam đều bị địch bắt tù đài của hy sinh tại đây. Chúng ta sẽ kết thúc điểm này tại đây.
chiến trời. Con đảo ơi, con đảo bao gió nghĩa trang hàng dương, chất trọng xương trắng mỗi viên đá lát đường, một mạng người nằm xuống quần thắt ngàn năm lấp lấp sóng xô bờ. Là hàng dương nhọn hoắt kiếm châm, biển hoàng hôn đỏ bầm những máu, là bàng thắm màu cờ lấp đầy mặt đất, mỗi bước bàng hoàng máu chảy đầu rơi, mỗi bước bàng hoàng máu chảy đầu rơi. Nước mình không còn chiến tranh, đất nước mình không còn chiến tranh, đất nước mình không còn chiến tranh, đất nước mình không còn chiến tranh.